Xin chào ông bà cô chú anh chị đang xem kênh Tiểu Hồ Cuộc Sống Trung Quốc. Cái bông sương rồng của nhà em nở hoa nè, mà nhìn nó nở hoa giống như là cái búp bông thanh long vậy ha. Rất là đẹp luôn. Em mê ngắm nó từ tối qua tới giờ. Trên đây nữa nè. Bữa nay hai vợ chồng em qua nhà dì Út đi giỡ cá nè, hy vọng là sẽ có cá với lại cu để về ăn một bữa ăn thật là ngon ha. Đây có đống rác nè. Em lấy điện thoại, em bỏ đồ ở trên đây đã. Giờ đi xuống bắt cá ha. Hành xanh. Dạ chuẩn. Wow, nước lớn quá ha. Dưỡng Úc kêu là có thiền, đi lên thiền đi ra bắt. Bên đây người ta trồng bắp nè. À, chú chi nó có chọn đâu mà. Nóng xăng tôi sao rồi? Tôi nóng xăng à? Lão dí, lão dí hơi dấu giọng mà, lão dí phu rồi hơi dấu giọng mà. Sẽ lão dí phu hơi dấu giọng quá xa. Họ đó. Nhưng quay quả bút hơi dấu giọng nè. À, tha tha dạng chinh bố xịn, tha dạng chinh bố hóa sự. Giờ em xuống chung với lại dì Úc là dường Úc. Ở đây thì dì Út với lại Dương Út đã đặt bẫy sẵn rồi, với lại là giăng mấy cái sợi dây trên cái mặt nước như vậy nè để di chuyển qua hướng bắc, hướng nam tùy theo ý mình. Ở bên đó có cây bồn bồn á. Bữa giờ em mới phát hiện ra chỗ này có cây bồn bồn nè. Nhưng mà nước ở bên đây nó lớn quá. Tuy là mình nhìn thấy sợi dây rất là mỏng manh, nhưng do mình đang ở trên mặt nước, với lại tấm xốp này nó có cái lực á, thành ra là mình kéo nhẹ thôi là tấm xốp có thể di chuyển được hết xung quanh khu vực này luôn. Chưa sư quản ha. Chị cho gì?
cứ ta là qua được. Đâu trâu này. Đây là lũ, lũ ở đây là không? À, xế xỉ này. Trâu. Chào chú lá choa cho hậu lên. Bình thường dưỡng với lại gì đi á thì bắt được cá lớn nè, rồi bẫy được rất là nhiều, nhưng mà hôm nay á thì do 2-3 ngày liên tục mới đi ra trễ cho nên là cua thì nó chết, với lại cá thì dính thì cũng bị chết luôn. Chú ta trả xe à? Hả chú chị hổ hay sư lợi gì à? Ta như người lưng đi phóng cái miếng mấy nhìn. Hắn là chú nhìn đi sủy sân, mà nó mới sủy. Chán này, chán chẳng đi phóng mấy đôi lưng này chỗ khá này. Nước ở vùng chỗ em á cũng là nước ngập mặn, cho nên vì thế mà người ta nuôi cua lông á nó mới có thể béo và ngon đến như vậy. Cua lông này em ăn cảm giác nó béo giống như là cua Cà Mau ở Việt Nam mình vậy đó. Cái loại này không có cái mùi vị của nó không có giống như là cua đồng bình thường ha. Tại vì em ở Việt Nam là khu vực Bình Thuận thì em cũng biết cua đồng mà, tại vì em cũng nhà ở nông thôn. Cua này á không có phải là cua đồng ha. Đặt cái bẫy này nè là để dỡ lên cái mớ cua với lại cá mới thì luôn á. Lúc trước á thì em cũng không có biết về con cua lông này. Sau khi mà vào năm 2019 em qua Trung Quốc làm đám cưới á thì em mới được ăn con cua lông này lần đầu tiên. Lúc đó về đúng tháng 10 với 11 cho nên là vào cái thời điểm nó ngon nhất nữa. Cho nên là em nhớ miết cái con cua lông này luôn. Sau khi mà về Việt Nam á, 3 năm trời bị dịch em không có về được Trung Quốc á, thì trong lòng em luôn nhớ cái con cua này và ấm ức lắm. Mỗi khi mà thấy hình hoặc là video mà người ta đăng người ta ăn cua là trời ơi, chảy nước miếng. Nhưng mà em cứ mong khi nào mà em về Trung Quốc á để mà em ăn con cua này cho thiệt đã luôn. Thì sau khi mà biết nó thì em mới tìm ở Việt Nam mình xem thử là có ai bán hay không. Nhưng mà em không thấy người bán, với lại lâu lâu thấy mấy nghệ sĩ diễn viên ở trong Sài Gòn á, người ta có đăng con cua này lên á thì người ta ăn trong hải sản Hoàng Gia này kia, thì em thấy giá đăng lên á tới 1 triệu một ký luôn, rất là mắc luôn á. Như cái cây ở Việt Nam nè. Mày không biết cây gì? Nè bên nhà dì Út mọc bông 10 giờ nè, mà
có một màu à, màu đỏ với lại màu hồng. Bên nhà em thì nhiều màu hơn, nhưng mà nhìn một màu gì cũng đẹp quá ha. Ừ. Trời ơi, bên nhà dì Út em mận nè. Dì Út em kêu dì Út em không có thích ăn cái này. Lát nữa em nên em hái về, nên em sẽ hái về nha. Ý Liễu thái đu là đi khăn. Chú Thiên là dưới đây lại hành thiện đó. Ngày hôm qua gì Út hái qua nhà, trời ơi, ngọt quá trời ngọt luôn. Mà cháo quá tròn à. Nhìn đã. Chứ cái chụp mình chẳng nó đua rồi. Cỡ này cháy mà chùm chùm coi. Chưa thấy đua là sổ gì tham bù ta hả, làm gì? Này nó nghẹt luôn, cháy nghẹt luôn, hèn chi mà nó không lớn. Trời ơi. Chưa có làm gì, chưa có cô chỉ thuê sụ rồi, khẳng định gì hành đu rồi. Trời ơi, nhìn mấy cây đào. Này cây nhỏ. Ai à, chính là. Cô khá hằng hoáng là cô gì vậy hả? Chính là. À, cái gì? Rứa dạng rồi. Xin mua chai nè. Xin chi sư chẳng mà. Vậy em hái trái nhỏ em ăn thử. Nó cũng ngọt lắm. Ăn bắt à. Ừ, nó to như to bằng một đứa tay em hơi chứ bằng bắt á. Chứ là dĩ phụ ái sư sư mà. Đi chân rãng là đi chui ái sư ái hao rồi sư sư mà. Ủa mình chi. Nó bộ phải là dĩ chậu là đi biến nã là ta sư thay vợ nã dĩ phụ quả gì mãi đang không được quả bữa kể nè mày đang nữa. Giao sự nã đi nè. Quả gì thêm đâu hay đâu gì? Đây là một cái siêu thị ở trong thôn của dì Út nè. Mà ở trong đây á, thì người ta không có bán cái gì ăn hết trơn á. Cũng tự như là cái siêu thị trong xóm của em thôi. Bán mấy cái đồ cấp đông á. Cho nên là nếu mà mời khách đồ này kia á, là qua đây á, không biết mua cái gì không. Chị sư chẳng mãi. Máy điện hải xin à. Chị máy điện hải xin. Đang đi quanh chợ coi thử có hải sản hay gì thì mua một ít. Bữa nay ăn cơm chung với lại dì Út với lại chồng dì Út ha. Cũng chưa có lần nào ăn cơm chung với lại chồng dì Út hết trơn á. Bữa nay hai vợ chồng em mời Dương Út ăn cơm chung bữa nè. Thà bà bía là dì xì châu rồi. Liệu quay gì xưa mãi cho liệu. Xin rồi. Đi cho lý biết hai dù xe lóng sang à. Mấy là hả? Chú mấy là chú sang là chú là. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cô.九十五哈。九十五，我打一打了。给我五块。可以的，那边有很多东西的。可以的，整大鱼的，老姨会整会整吗？老姨，可以的，他卖很多各种的可以，你看有什么你能煮的，就来一个。反正回家家有鱼你看这个人有新鲜小龙虾吗？再来点小龙虾。再来一点点这个吧。我的，做一盘也行，不用太多了。嗯，你再弄给我一弄吧。行。嗯，tôm hùm đất ngay chỗ em á, hình như mấy bữa nay bán không có chạy hay sao á, mà thấy hai anh bán hải sản á, tôm con nào con nấy cũng bị đen thui à. À, với lại á, là tôm nhìn yếu xìu rồi, không có còn sống khỏe nữa. Chắc là do người ta thấy tôm bị dơ cho nên người ta lười rửa, thành ra người ta không có mua. Cô lại cái đâu á? Thảo là xin chị á. Cô đã mai rồi. Cô đã. Bác khoai hả? Về tới nhà thì Dương Út dẫn qua nhà chị hai của Dương Út để nấu ăn nè. Chia sẻ cậu bổ sung nè. Hình khởi ái này không chị? Khăn rồi nhưng hình khai xin. Chưa có sơn sàn cha hay là gì? Cái này là trái táo gai nè. Trái này á là người ta làm kiểu hồ lô ha. Không. Ờ, đó là. Mà nó ra chùm chùm nhiều ha. Nắng quay tha nung hồ lô thẳng mai hình phiển gì chẳng thấy đua là. Thấy rồi chẳng mắng đâu sư. Yi chuan hu tao yi chuan san ga sai zi wu kuai. Jin lai ba. Ni xi hui de hua. Ah, jin jin. Ye dong hua bei zhong le ne gan. Ah. Ai yo yo à, xíu hay mà hình cửa ái đó. Chị mà treo hả? Ta gì hả? À, mấy hoa. Có gì mới thật á. Nì hào ta gì? Nì hào ta gì? Nhà bên đây có cái camera gắn ở trước luôn nè. Trái cây đầy luôn. Đây là nhà của chị hai của Dượng ha. Nhà của chị hai của Dượng Út. Thì bữa nay em sẽ ăn cơm bên đây. Chế biến sư xả nè. Ồ, bên đây cũng là một cái hộp không mà không có gì hết. Không sao nhà. Trần toàn sư phiến. Ủa sô hoa này thiên tổng mà. Con thương đúng Phai sư phiến.
我是外国人的越南人 Ông chú đi nghe qua hỏi em quay gì vậy mà ông nghe không hiểu. Hôm nay để bếp nấu cơm nè, rửa tay rửa mặt nè. Nhà của dì lớn á, thì bây giờ hiện tại chỉ có hai vợ chồng già ở chung thôi. Dì lớn này có một đứa con trai duy nhất à, nhưng mà đã bị mất từ lúc năm 19 tuổi, cho nên là bây giờ chỉ có hai vợ chồng già ở đây thôi, chứ không có ở chung với lại con cái. Cho nên là Dương Úc á, lúc trước á, kiểu như là ham chơi nè, hoặc là cá cược cá độ này kia, lỡ mà thiếu tiền này kia thì cái dì lớn này á hay lo cho em của mình lắm. Thành ra kiểu như em thấy là có chị hai lo thì Dương Úc của em mãi không có trưởng thành, mà rất là ham chơi luôn. Bây giờ lớn tuổi á, cho nên tính tình của Dương Úc á thì thay đổi nhiều hơn rồi. Chứ ngày xưa á, là gọi một cuộc điện thoại thôi là lật đật á, dì Út phải chạy về. Có cái máy hút dầu này kia ở trên á. Cái này là cà với lại ớt nè, thu hoạch ở ngoài vườn nè. Ở bên Trung Quốc á, thì cũng có tệ nạn xã hội, nhưng mà điều á, là mình thấy ít chứ không phải là không có. Thì cũng có rất là nhiều người người ta ham chơi hút chích nè, cũng có rất là nhiều trường hợp thì người ta rất là nghiện đánh bài và cá độ thu tiền này kia. Đây có một cái cây mơ nè, mà cái gốc bự quá trời bự luôn. Gốc này chắc là lâu năm lắm luôn nè. Bữa nay là mơ chín hết rồi. Cần nè, cà chua. Cà chua này lạ quá, em chưa có ăn cà chua này lần nào hết trơn á. Cái gì cà chua vàng giống cái gì quá ha, cái hồn cùng cái còn sống của nó nè. Cà chua lớn, ớt, cải. Cà tím trái bự quá trên này, 4 cây phục vụ quán. Phú Hồ Dọn nè, Phú Hồ Dọn sang sai. Giờ nấu xong là sẽ đi qua bên chỗ nhà của Dương Úc với là dì Úc ăn ha, chứ không có ăn bên nhà.
của gì lớn. Đây nuôi bồ câu, chuồng bồ câu. Chẳng cha là cậu đâu câu 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 là tha ra tao bút gì để nó bút sung. Chưa mà? Tao bút răng cho lái nỉ đó. Mà phải lên rồi. Nhìn cái cậu xả. Nhìn cái cậu xả. Nhìn cái cậu xả. Cái chồng em ăn miếng là trả miếng không? Bác này tạ khai. Chưa xảy sư phụ dọn là đâu bụi chưa đau rồi. Giờ là gì? Gì xong rồi mà mấy chỗ rồi. À, nó quà khăn. Dường Úc làm mấy chỗ ngồi ăn thấy lý tưởng không? Giờ này hoa, hoa nó hết nở rồi. Chứ mà ví dụ mà ngồi ăn buổi sáng là đẹp xỉu luôn. Bằng 10 giờ nó nở đỏ hết trơn á. Đây là mấy món nãy giờ cả nhà em nấu nè. Cá thì nhà dì Út có sẵn á. Còn cái này thì hồi nãy đi qua nhà của chị của Dương Út á, nấu nè. Ốc, tôm hùm đất, sò nè ha. Cà tím. Rồi Con này là con gì em cũng quên mất tiêu rồi. Giống như con nghêu hay sao ta. Nghêu ha. Rồi trứng. Đây, nấu cái mấy món mà thấy bỏ lên bàn thấy nhiều quá trời nhiều luôn. Coi nha. Sợ xấu giống riêng. Chồng của dì lớn á, thì bữa nay đi qua nhà người khác chơi rồi, cho nên là không có ở nhà, thành ra thì không có qua đây ăn cơm chung. Dì Út em với lại Dượng Út á, thì lúc trước Dượng Út có một đời vợ rồi, có một đứa con trai riêng, xong rồi cưới dì Út em á, là con gái mới lớn. Sau này á, thì hai người mới đẻ tiếp một người con gái nữa. Thì con gái của dì Út á, bây giờ đang sống ở trên thành phố Bàn Cẩm. Còn con trai riêng của Dượng Út á, thì bây giờ cũng lớn, có vợ rồi. Nhưng mà em cũng chưa có được gặp con trai với lại con gái của dì Dượng. Thường á, là ở bên Trung Quốc mình đến nhà ai chơi á, thì người đó sẽ bỏ tiền ra mời cơm mình. Người ta sẽ đi chợ và nấu ăn mời mình. Nhưng mà em á, thì không có muốn là dì Út với lại Dượng Út mời. Tại vì hoàn cảnh của dì với lại Dượng bây giờ cũng đang khó khăn. So ra thì dì Út bây giờ cũng đang không có tiền. Mấy bữa giờ bệnh á, cho nên cũng không có đi làm được nhiều. Cho nên là hai vợ chồng em mới mời nè. Thì đi chợ mua tôm hùm với lại sò ốc này kia thì cũng khoảng 150 tệ, tính qua tiền Việt mình á là tầm khoảng 500 ngàn. Dì hàng xóm này kể á, là gần nhà của dì á, có anh kia đẹp trai lắm. Nhưng mà nhà gia đình rất là nghèo. Lúc trước á, cũng từng lên trên Bắc Kinh để đi làm bảo vệ. Nhưng mà không có tiền, không có điều kiện để mà mua nhà trên Bắc Kinh. Sống không nổi ở trên Bắc Kinh cho nên là mới quay về thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh thì đi làm ở đó. Thì sau đó anh này mới quen được một cô bạn gái sinh viên đại học thì nhỏ hơn ảnh tới 15 tuổi. Khi mà cô gái này kêu gia đình á, là đi qua nhà anh này chơi để cho biết nhà á, thì gia đình nhà cô gái này không có chịu đi. Nhưng mà sau khi mà chịu đi rồi á, qua gặp anh này á, thì thấy anh này tuy là lớn hơn 15 tuổi nhưng mà rất là đẹp trai luôn. Cho nên á, là gia đình bên nhà gái á, là lập tức đồng ý luôn cho hai người cưới nhau luôn. Tính ra là đẹp trai cũng có lợi thế ha.
Xong cái dì này nói là tính ra thì cũng là duyên phận, cách nhau 15 hay là bao nhiêu tuổi thì cũng không sao, miễn sao mà sống được hạnh phúc với nhau là được. Mấy dì này khen em á là dễ ăn, với lại là tính tình rất là tự nhiên, không có câu nệ này kia. Vì phân đi phân trân trọng là vì sang ngoài mình chưa biết nè, vì xuyên biên ví dụ đi phân trong ví dụ đi phân không hình đô tan sư tham mình là ta phần treo quả là nát đi như ta phần đâu trong hồ lúng cổ rồi đúng 有这么大院的地方能不能，那就是有钱人的东西。 Giờ này cũng 7 giờ tối rồi nè. Giờ dì Út hái đào cho hai đứa em đi về. Keo rồi. Không. Có chua chiều hẳn hào khơ là lão dĩ. Chưa Vậy là video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn ông bà cô chú đã yêu thương và xem hết video của em. Nếu cả nhà yêu thích video và muốn tìm hiểu nhiều hơn về đất nước Trung Quốc thì cho em xin một lượt đăng ký kênh và chia sẻ kênh để em có động lực ra thật nhiều video mới nha.